Hello mọi người, thì không biết là mọi người ở đây có ai mà tự ti về giọng hát của mình giống như vậy không? Thì Hiếu là một người rất là thích hát, nhưng mà hát rất là dở, nên là mọi cái cuộc mà đi chơi, mà karaoke của bạn bè hoặc là của các anh chị đồng nghiệp công ty á, thì Hiếu không có dám lên hát, mà chỉ ngồi ở dưới nghe thôi. Thì trong cái mùa dịch rảnh rỗi này á, Hiếu có tham gia một cái khóa học thanh nhạc online của Simi. Thì cái điều mà đặc biệt mà Hiếu ấn tượng á, là các anh chị tư vấn rất là nhiệt tình, hỏi về giọng hát của Hiếu, hỏi về là Hiếu có từng học thanh nhạc đâu chưa, để có thể tư vấn kỹ hơn về cái khóa học phù hợp cho mình. Thì một cái đặc biệt nữa là khi mà tư vấn xong, chọn khóa học xong thì Hiếu còn được chọn giảng viên nữa mọi người. Thì lúc đó bên các anh chị tư vấn á, gửi cho Hiếu những cái profile, những cái hồ sơ của cái giảng viên đó thì để cho Hiếu chọn. Và Hiếu cảm thấy là những cái giảng viên mà các anh chị gửi á, đều rất là giỏi và toàn là đạt được những cái thành tích và những cái người dạy thanh nhạc có tiếng không mà mọi người. Vì đây là khóa học một một với giảng viên luôn, nên là giảng viên dạy rất là kỹ. Và Hiếu thì lại là một người mới nữa, nên là Hiếu khi mà Hiếu học á, Hiếu hỏi rất là nhiều và giảng viên rất là nhiệt tình và trao đổi và chỉ cho Hiếu rất là nhiều cái hay về thanh nhạc nè, dạy cho Hiếu về cách lấy hơi, cách hát làm sao cho một bài hát cho nó mượt mà nhất, và hầu như là cải thiện hoàn toàn về giọng hát của Hiếu luôn. Hiếu rất là tự tin. Còn một cái nữa là khi mà xong cái buổi học đó thì giảng viên còn cho mình bài tập về nhà để mà luyện tập và sau đó kiểm tra lại vào buổi tiếp theo, nên là Hiếu thấy là học rất là hiệu quả và giảng viên rất là dạy có tâm. Khi mà Hiếu về nhà Hiếu tập hơi thì Hiếu cho thầy biết là cái cảm nhận của em khi tập hơi thì em có gặp cái khó khăn gì không? Lúc mà lúc đầu thì em tập bằng mũi á thì là rất là không sao, nhưng mà khi mà em lấy hơi bằng miệng chung với mũi thì bắt đầu em cảm thấy là nó bị hơi bị khô cổ một chút. Tại vì khi mình lấy hơi bằng miệng không á thì em sẽ có cảm giác là cái hơi nó vô thì nó sẽ hơi có cảm giác mát mát cái dây thanh của mình. Cái khi nó vô nhiều quá tất nhiên nó phải gây ra sự khô cổ nên bắt buộc mình phải thêm cái mũ vô để cho nó nhanh. Đó. Rồi bây giờ Hiếu làm thử nha, Hiếu làm thử khi mà Hiếu về nhà Hiếu tập hơi như thế nào, cái quá trình Hiếu tập như thế nào. Đó. Nè, Hiếu thấy không, khi mà Hiếu lấy hơi á nó bị xong, bắt đầu khi mà Hiếu bắt đầu xì hơi thì nó bị cái người Hiếu nó bị trùng xuống luôn, nó phải giữ nguyên thôi, và cái phần cơ hoành dưới này của mình làm việc. Mình nín thở để mình giữ cái hơi đó trong người mình cho nó ổn định, xong bắt đầu mình mới xì. Thì bước đầu thầy muốn Hiếu theo một cái cơ chế tự nhiên là khi mà lấy hơi vào thì cơ thể phình ra, nó nở ra, và khi mà mình hết hơi thì bụng cũng xẹp lại dần luôn. Đó là một cái cơ chế tự nhiên nhất, chưa cần phải mình giữ hơi có bao nhiêu lâu, mình chỉ cần làm được cái đó cái đã. Và nếu là mọi người á, cũng đang cảm thấy là tự ti về giọng hát của mình và muốn cải thiện được hoàn toàn, hoặc là muốn nâng cao lên cái tầm cao mới về cái âm nhạc, hoặc là về học kỹ hơn về thanh nhạc, thì có thể tìm hiểu ngay cái khóa học của Simi, thì Hiếu có gắn link ở trên đây cho mọi người tham khảo.